Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 51, lớn. Lúc này tuy cây đúc nhỏ mới có hơn một tháng nhưng thông qua quá trình cùng nhau quan sát và phỏng đoán của toàn phủ, sau khi tổng kết lại, phát hiện, nhóc con nó xíu này có hệ thống diễn đạt riêng, đó là các kiểu phát âm khác nhau. Ví dụ như khóc, Yến Hồng, bà mẹ mới được công nhận này, trong quá trình rèn luyện thực tế hơn một tháng qua phát hiện, thật ra có khi nhóc con khóc không phải vì tâm tình không vui hoặc là bất mãn cái gì mà là nó còn chưa có hệ thống ngôn ngữ diễn tả ý mình khóc là cách trực tiếp nhất chủ yếu nhất để kết nối với người lớn nếu cây đúc nhỏ vừa tỉnh giấc đột nhiên thấy đói hoặc tè ướt mà tỉnh tiếng khóc của nó rất có tiết tấu hơn nữa nhóc con thông minh này còn biết căn cứ vào mức độ coi trọng của người lớn mà điều chỉnh âm lượng to hay nhỏ có lúc nó đang ngủ ngon mắt còn chưa mở bỗng dưng hoặc miệng gào một tiếng làm yến hồng hoảng hồn tưởng nó có nhu cầu chưa kịp kiểm tra một lượt nhóc con đã mẹo đầu đá chân tiếp tục ngáy phò phò tình hình này lặp đi lặp lại mấy lần yến hồng mới phát hiện thì ra nhóc con đã biết ngủ mớ rồi phòng chừng mơ không được đẹp ví dụ như không ăn được bánh bao này nọ nên mới gào lên kháng nghị nếu nó có bất mãn hoặc kháng nghị gì với sự sắp xếp của người lớn nó sẽ thét lên chói tai mà thảm thiết, ví dụ như tỉnh giấc không thấy mẫu thân thơm thơm, hoặc là cha đẹp trai không cho nó mút ngón tay, hoặc là giao nó cho người nó không thích bồng, đại loại như thế, cấm kỵ hơi nhiều. Yến Hồng bị nó khóc gào đau cả đầu cũng hoang mang vô cùng, vì sao hai vợ chồng nàng đều tốt tính lại sinh ra quỷ con lắm chuyện như thế này. Còn có một bận, đột nhiên Yến Hồng rất muốn ăn mì sốt tương nhưng trong phủ lại không biết làm thấy nhóc con đang ngủ ngon bèn giao nó cho Đông Phương Manh trông chừng bản thân thì nhân cơ hội chui xuống bếp ăn cho đã kết quả làm xong chưa kịp gấp một đũa cho vô miệng đã nghe tiếng gào khóc thê thảm với sức xuyên thấu kinh khủng giống như bị ngược đãi rất nặng vang dội cả lạc phong huyền chạy như lửa đốt sau mông về phòng kết quả lớn nước mắt lưng tròng nhỏ khóc oa oa Đông Phương Manh tuổi thân không thôi hồng hồng cây đúc nhỏ đau kết quả Yến Hồng vừa bế nhóc con lên nó lập tức ngậm tâm, lộ ra hai cái lúm đồng điếu bé bé cười híp mắt nhìn mẹ thân yêu. Yến Hồng tức điên, đau cái con khỉ, không cho bà rời đi lấy một lát nữa. Nhóc con ích kỷ. Đợi lúc cây đuốc nhỏ muốn ngủ, nó sẽ dù gì vù vù y như con ong mật, dù vài tiếng ngắt quãng, định đứng dậy lại u mấy tiếng, mãi đến khi Yến Hồng bồng lên cánh tay hát ru rỗ nó ngủ mới thôi. Vì thế lão phu nhân còn ý kiến, vì sao ta càng dỗ cháu ngoan càng có tinh thần chứ yến hồng đổ mồ hôi lão nhân ra ngài chỉ lo chọc nó cười nó không có tinh thần mới lạ có thể thấy sự cần thiết của khúc thôi miên chuyên nghiệp cỡ nào ừ nên cân nhắc phổ biến toàn phủ gần được hai tháng cây đúc nhỏ lại học được một ít âm tiết vì thế năng lực diễn đạt ngôn ngữ của nó lại tăng thêm một bậc ong a ong a đây là biểu hiện nó đói khát nếu còn kèm theo tiếng khóc thét dồn dập tức là nó đã đói lắm rồi, phải mau mau cho ăn. Đương nhiên tình huống này cũng không thường xuyên lắm, căn bản nhóc con vẫn ăn no mặc ấm. Có điều Yến Hồng thường xuyên nghi ngờ liệu có phải nhóc con này xuyên đến không, âm thanh này sao mà giống còi báo động thế. A o a o, kết hợp với lắc đầu vung tay hoặc phun nước miếng vân vân, thường xuất hiện khi người lớn si tè nhưng nó không chịu phối hợp phun nước miếng là biểu hiện kháng nghị rõ ràng. Có lúc thiếu chút nữa Yến Hồng nổi khùng vì hành vi bất hợp tác một cách bạo lực của nó. Uống nhiều nước như thế mà tỉnh giấc thì sống chết không chịu tè, đợi trước khi ngủ lại, vẽ bản đồ. May mà công phủ giàu có, bằng không nội tốc độ tiêu hao tã đã đủ một hồ. Gù gù, từ ngữ mới nhất mà nhóc con khai phá, thường phối hợp với nụ cười không răng, cũng là âm thanh mấy người Yến Hồng thích nghe nhất bởi vì thứ tiếng này luôn xuất hiện khi nó đã ngủ no cũng ăn no rồi, giải quyết tè dầm xong rồi, thúi thúi cũng xong, đúng lúc tinh thần thỏa mãn, biểu hiện nó đang vui vẻ. Lúc ba tháng, rốt cuộc cây đúc nhỏ học được cách ngẩng đầu và lật. Vợ chồng Yến Hồng và lão phu nhân chính mắt chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này, bởi vì khi ấy bọn họ đang ở trong phòng ấm tắm rửa cho nhóc con. Ngồi trong chậu gỗ nhỏ, nhóc con hưng phấn đập nước, đôi mắt long lanh có hồn nhìn chằm chằm yến hồng trước mặt, miệng không ngừng kêu, he ya he ya, một cách kỳ cục, giống như nói với nàng, mẹ, cùng nghịch nước với cây đúc nhỏ nha. Yến Hồng hết chỗ nói nhìn nhóc con mỗi lần lõa thể là hưng phấn lạ thường này, cơ hồ có thể dự kiến tình cảnh bi thảm trong tương lai, cây đúc nào đó khoe mông trần lượn qua lượn lại trước mặt, nàng cầm bộ đồ nhỏ hồn hền đuổi theo đằng sau không tha. Đồng phương manh tò mò nhìn đầu đạn nhỏ của nhóc con, mắt tròn xoe không chớp, Yến Hồng tranh thủ hỏi hắn, manh manh, sao thế? Đột nhiên Đông phương manh đưa ngón cái và ngón trỏ ra, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, nháo nháo viên đạn nhỏ của cây đúc nhỏ, sau đó ngoảnh đầu cười ngây thơ vô cùng, nhó nhỏ, mềm quá. Sặc, con đáng thương, bị cha ruột đùa giỡn. Mà cái kẻ đùa giỡn kia còn không tự biết kẻ bị đùa giỡn còn rất cao hứng. Lão phu nhân cũng nhịn hết nổi, sặc luôn. Cứ cảm thấy con bà, càng lúc càng sôi nổi, khụ. Tắm xong, thả cây đúc nhỏ mông trần quẩy đạp lợi hại nằm sấp trên giường trải chăn mềm. Lão phu nhân chỉ đạo Yến Hồng xoa bóp. Kết quả nhóc con không dồi dào sức lực như trước nữa. Ngược lại ngoan ngoãn nằm sấp không động đây. Lão phu nhân đau lòng không thôi. Có phải vừa rồi tắm lâu quá, mệt rồi không? Yến Hồng lầm bầm trong bụng với sức của nhóc con này nhảy nhót mới có nhiêu đó đã mệt á. Mấy người họ tốn sức còn chưa mệt nữa là. Đúng lúc này cây đúp nhỏ đột nhiên ấy mông hai cánh tay ra sức chống lên ấy thế mà ngóc đầu lên được hơn nữa động tác rất mạnh cơ hồ vuông góc với lưng hai con mắt đảo tròn má cũng phồng lên có vẻ đang dùng sức đây. Dù sao Yến Hồng cũng chưa có kinh nghiệm còn tưởng con muốn hít đất kia trong bụng đang giàu, chẳng lẽ thằng nhãi này có tài năng bẩm sinh? Biết hít đất, còn làm một bên nữa chứ? Thiên tài nhi đồng nha! Lão phu nhân mừng rỡ hô, ngẩng đầu rồi, hồng nhi, cây đúc nhỏ biết ngẩng đầu rồi. Ờ, hóa ra là ngẩng đầu à? Yến hồng chắc dạ, cũng có hơi khẩn trương nhìn con chăm chú, nắm tay cổ vũ nhóc con, cây đúc nhỏ, cố lên. Đông Phương manh thấy thế cũng bắt trước Yến Hồng nắm hai tay lại, thể hiện tình thương của cha, cây đúc nhỏ cố lên. Làm lão phu nhân ngơ ngác, vì sao muốn châm dầu? 32, châm dầu ở đâu? Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu vấn đề học thuật này, chờ cháu Cưng có động tác tiến bộ hơn mới là chuyện chính. Đại khái cảm giác được tâm tình kích động của người lớn, cây đúc nhỏ một mực kiên trì ngóc đầu lên chống đỡ một hồi đột nhiên phun bong bóng với đông phương manh đối diện, sau đó hơi rụt cánh tay lại, thuận thế trượt xuống, chân đá một cái, lật người. Trong tích tắc, tâm tình Yến Hồng vừa kích động vừa kiêu ngạo tràn trề, hận không thể bồng cây đúc nhỏ lên hôn một trăm lần, bất quá hiển nhiên không chỉ một mình nàng nghĩ thế, bởi vì lão phu nhân đã hành động trước rồi. Cục cưng của bà thông minh quá, đúng là cháu ngoan của bà nhanh như vậy đã biết ngẩng đầu với lật rồi, sau này chắc chắn học gì biết đấy, nào nào nào, bà nội hôn cháu ngoan một cái thưởng nha, ưm chụt. Nói xong hôn như mưa, nhóc con bị hôn nhột cười nắc nẻ, kết quả lão phu nhân càng hôn dữ hơn. Yến Hồng chớp chớp mắt, lão phu nhân thật là, sau khi có cháu nội và ngọc rồi càng ngày càng như con nít. Không chờ nàng tham gia vào hàng ngũ cổ vũ, đồng phương manh đã bị màn này kích thích, giật tay áo yến hồng nhìn nàng một cách đáng thương manh manh cũng muốn hôn hôn yến hồng choáng hình như cái đó bỏ qua nhu cầu của hắn lâu lắm rồi khụ cũng đến lúc khôi phục quyền lợi của hắn rồi một năm rưỡi nay làm khó hắn sợ nàng đau sợ không tốt cho bảo bảo không dám đụng vào nàng tự mình nhịn khổ nhịn sở cũng không nói có điều bây giờ hôn hôn khụ Lén lút liếc lão phu nhân đang chìm ngập trong vui sướng, thì thầm bên tai hắn, buổi tối về phòng lại nói. Đông Phương Manh chớp chớp mắt, ngẩn ra nửa ngày mới hoàn hồn, cười tít mắt ra sức gật đầu. Vận động lật người thú vị như thế, dễ gì cây đúc nhỏ chịu kết thúc. Trong lúc mặc đồ cho nó, nó luôn thử trùng chấn uy phong, kết quả không sao thành công được. Có điều nhóc con cũng rất kiên cường, kiên quyết không vì thất bại mà bỏ cuộc tiếp tục khiêu chiến hạng mục kỹ năng này. Sau mỗi lần bú no lúc Yến Hồng thả nó nằm ngửa hoặc sấp trên giường, nó luôn thuận thế lật sang hai bên, có lúc thành công lật được nửa người nhưng có lúc chỉ lật được một tay. Làm Yến Hồng hoảng hốt không dám cách xa mép giường, bằng không sơ sẩy, nhóc con vật vã một hồi lăn từ giữa giường ra tới mép giường, té xuống đất thì tiêu. Trải qua một thời gian luyện tập, Tuy cơ hội lật thành công chỉ có 5 phần nhưng nhóc con đã có thể đổi qua đổi lại giữa nằm ngửa và nằm nghiêng rồi. Có khi còn ngủ nghiêng một bên tới lúc tỉnh. Còn, công phu ngóc đầu, càng luyện tới mức lô hỏa thuần thanh thoải mái như không. Sau đó công gia thấy, công phu ngóc đầu, và, lật một bên, của cháu nội bảo bối đều hô thần kỳ. Cứ nói cháu ngoan nhà mình là bảo bảo thông minh nhất thiên hạ, con nhà ai cũng thua hết thỉnh thoảng chọc nhóc con là một cái ngay tại chỗ. Cây đuốc nhỏ còn đang mới mẻ với loại hoạt động này, thông thường đều tích cực phối hợp, bộ dạng ngây thơ đáng yêu làm cả phủ cười vui rôm giả. chương 52, Cha con Chẳng biết là cố ý hay vô ý, trời vừa sập tối, đông phương manh đã kéo yến hồng chạy sông sộc về phòng. Mấy nha đầu che miệng cười trộm, cười tới nỗi yến hồng ra mặt dày xưa giờ cũng không chịu nổi, không ngừng cảm thán, Nhìn manh manh người ta xem, bình tĩnh ghê chưa, người không biết gì vẫn hạnh phúc nhất. Lúc này tinh thần cây đúc nhỏ đang sung mãn, buổi chiều ngủ ngon mấy canh giờ rồi, vừa mới được cho bú xong, bị hai vợ chồng công gia giữ lại đùa cháu. Lúc Yến Hồng bị Đông Phương manh kéo đi, lão phu nhân còn nháy mắt mờ ám với Yến Hồng, ý tứ rảnh rảnh, hai đứa yên tâm vầy vò đi, cây đúc nhỏ có mẹ rồi. Dấu lớn. Vào phòng sờ bên này ngắm bên kia yến hồng ấp ủ nửa ngày mới nói manh manh hay là đi tắm trước lâu như vậy rồi nàng vẫn hơi thẹn thùng vừa quay đầu liền nhảy dựng lên cha đứa nhỏ cũng nôn nóng quá đi mới nãy giờ mà cởi chỉ còn mỗi đồ lót hơn nữa còn là quần lót bốn góc yến hồng đặc biệt làm cho hắn nữa lúc này đang túm quần cười ngây ngô nhìn nàng hết sức ngây thơ đừng động vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn kéo chướng ngại cuối cùng xuống, hấp tấp đi đóng cửa sổ kín mít, tên này, không sợ lộ hàng. Quay lại véo mũi hắn, không sợ lạnh gì cả. Vẫn còn đầu xuân đấy, tuy không lạnh nhưng vào đêm vẫn hơi xe xe. Được rồi, nhìn bộ dạng sốt ruột nín nhịn của hắn, lát nữa rồi tắm vậy. Kéo hắn về giường, đi được nửa đường, suýt nữa đông phương manh ngã nhào. Yến hồng hoảng vía, nhìn kỹ lại đầu sỏ gây tội là quần lót bởi vì quần lót rớt xuống mắt cá chân ai kia rồi yến hồng đổ mồ hôi không phải hắn còn túm sao khụ thì ra tay hắn chạy tới eo nàng rồi lần này thì hay rồi lộ sạch trơn may mà trước mắt chỉ mình nàng được lợi thế lúc nhỏ không phải có công gia phu nhân và người hầu nữa hà khụ nhanh chóng liếc một cái ồ oai phong hơn cây đúc nhỏ nhiều Đồng phương manh kéo tay nàng qua sờ, mặt có vẻ tủi thân, căng, khó chịu. Chắc chắn rồi còn gì, chớp mắt đã lớn lên rồi, sờ vào nóng hừng hực. Không cần nói nữa, mau giúp hắn dập lửa thôi. Tiểu ngốc làm cha rồi vẫn cứ là tiểu ngốc, hắn ngơ ngáo nhìn, bánh bao, trước mắt rõ ràng lớn thêm không chỉ một cỡ, mắt nhìn thẳng tưng. Yến hồng thẹn thùng cọ cọ, cọ cầm hắn, kề tay hắn phà hơi hỏi, thích không? thích. Không giống với vẻ mặt ngốc nghếch, trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Yến Hồng nghe xong rất cao hứng. Dù sao sau khi nàng ở cữ xong, tuy ở cùng phòng lại nhưng vẫn chưa làm chuyện vợ chồng, hắn lo cho sức khỏe nàng, nàng thì lo vóc dáng mình. Tuy rằng manh manh không hề để ý việc nàng béo lên nhưng nàng vẫn muốn mình đẹp nhất trước mắt người yêu mà không phải bộ dạng núc ních béo ú. Hiện giờ eo ốm bớt ngực mông vì sinh nở mà càng thêm đầy đặn nàng cũng muốn hắn lắm lắm vì thế vịn đầu hắn bám trên người hắn tặng một nụ hôn sâu nhiệt tình rào rạt triền miên so sánh với nữ nhân ở phương diện này khả năng tự kềm chế rất mỏng mảnh nói thẳng ra là không chịu nổi một kích nhất là đối với người đói hơn một năm mà nói da thịt nõn nà thơm phức trước mặt môi sinh thơm mềm đằng sau dụ dỗ chết người như thế cho dù hắn là người chết cũng sống lại ngay đừng nói gì hắn chỉ tự bế, không mắc chứng vô cảm. Thế nên Đông Phương manh cứ như được mở cái chốt nào đó, bản năng nam nhân khiến hắn nhanh chóng đảo ngược thế công, lật người đè nàng dưới thân, tiếp quản thân mình mềm mại của nàng, khai trương một đêm ướt át nóng bỏng. Mũ mũ đường phân cách cua đồng Nếu manh manh không mắc chứng tự bế, chắc hẳn là người cực kỳ nhiệt tình nhỉ. Yến Hồng mê mẩn nhìn gương mặt ngủ say trước mắt, ngũ quan tuấn tú thoải mái thả lỏng, hàng mi dài che chắn đôi mắt đã chìm sâu trong yên tĩnh hư không. Lông mày giãn ra, vẻ mặt ăn no không che giấu thỏa mãn. Ngón tay không tự chủ được phát họa trong không khí đường cong khuôn mặt hắn, đầu óc bay loạn, tiểu ngốc này tích lũy nhiệt tình hơn một năm, khoảnh khắc hoàn toàn phát tiết thật đáng sợ, chẳng trách nàng chỉ chọc gẹo hắn tí xíu, hắn lập tức bùng lên như thùng thuốc nổ giống như một trái bong bóng đầy hơi, một khi có người đâm kim vào, cho dù chỉ là một lỗ nhỏ xíu nó cũng xỉ hết hơi ra ngoài. Tội nghiệp cho nàng, tình trạng có vẻ thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới, tình hình chiến đấu thảm thiết, đương nhiên trên người hắn cũng chả khá hơn bao nhiêu, nàng cũng cần giải phóng chứ. Nếu nàng biết trước kết quả sẽ thế này, khụ, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nghẹn hỏng thì người đau lòng còn không phải nàng sao lại nói tướng công hùng dũng như thế người làm nương tử có thể cảm thụ được sung sướng vợ chồng cầm sắt hài hòa thành thử cuộc sống càng thuận buồm xuôi gió tiểu ngốc nào đó luôn tranh giành bánh bao với con cũng dần dần trở nên rộng lượng bởi vì thật sự là cây đúp nhỏ càng lớn càng đáng yêu đến người cha là hắn cũng phủ phục dưới thế công của nước miếng thời gian ngây người suy nghĩ rút ngắn lại người cũng trở nên lanh lẹ Đông Phương manh thích nhất là cùng cây đúc nhỏ chơi trò bịt mắt bắt dê. Cầm một cái khăn tay nhỏ, một hồi tự bịt mặt mình giả bộ không tồn tại, một lát lại tháo khăn thò mặt ra. Bé con mấy tháng cảm thấy biến tới biến lui như thế rất thú vị, luôn cười như nắc nẻ, hết sức nể mặt cha mình. Yến Hồng cũng vui vẻ để hai cha con bồi dưỡng tình cảm, nàng chuyên tâm cho hai người ăn no là được. Lúc cây đuốc nhỏ được bốn tháng, năng lực các mặt cũng tiến bộ thấy rõ. Về năng lực hành động, hiện tại nó đã lật người thuần thục, ứng dụng tự nhiên nhưng cũng giới hạn cho một hồi, ví dụ như nó lật qua rồi thì sẽ không lập tức lật trở lại. Lúc nằm sấp, nó bắt đầu không ngừng vảnh mông, Yến Hồng đoán nó muốn tiến thêm một bước là bò, thỉnh thoảng thấy nó nhúc nhích một chút, cũng sẽ cao hứng bắt đông phương manh bên cạnh cùng cổ vũ cho nhóc con. Nhưng phần lớn thời gian, nhóc con vẫn uổng công, nằm dạp, ra đó, có lúc cái miệng dầu lên rất tội nghiệp, nước mắt đảo vòng vòng, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Thường những lúc như thế, Yến Hồng nhanh chóng yêu thương cổ vũ, nào là hôn nào là nựng nào là dỗ cây đúc nhỏ sẽ cười ngay. Hai tay nó sớm đã bắt đầu quờ chụp đồ theo bản năng. Nếu có thứ gì đó dơ ra trước mặt nó sẽ chụp. Nhưng hiện tại nó bắt đầu có ý thức chụp tất cả những đồ vật nó cảm thấy thích thú ví dụ như tóc của mẹ này, dâu của ông nội này, hoa thêu trên quần áo này, lỗ tai của cha này, vân vân và vân vân. Yến Hồng còn phát hiện có lúc thậm chí nó ôm bằng cả hai tay, tuy mười ngón tay không đan vào nhau giống như người lớn nhưng cũng là tiến bộ mới. Hơn nữa tay trái và tay phải nó đã bắt đầu có ý thức phân công, ví dụ như một tay túm thỏ bông, tay kia túm dâu ông nội. Lão công gia bị nó túm đau nhe răng mà không đi cứu tròm dâu của mình, còn cảm thán không thôi, cây đúc nhỏ còn bé mà đã biết làm hai việc cùng lúc rồi. Ban đầu ông chê cái tên cây đúc nhỏ không vang dội, kiên quyết gọi cháu nội là cự nhi, nhưng cả phủ từ trên xuống dưới đều kêu cây đúc nhỏ, sau ông cũng tùy, gọi theo luôn. Mặt khác thị lực và tính lực của cây đúc nhỏ cũng phát triển rất tốt. Yến Hồng rất thích chơi trò phân biệt âm thanh với nó, ví dụ như đứng cách ba thước gọi cây đúc nhỏ, nó lập tức theo tiếng nhìn qua, sau đó phát hiện mẹ yêu dấu cầm thỏ con nó thích đứng gần đó lắc lắc, lập tức tặng lại một nụ cười tâu toét. Có lúc, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, nó cũng nhìn chằm chằm không bỏ sót, còn cười u ơ cả nửa ngày. Nếu phát hiện tiếng gì kỳ quái, như tiếng mèo kêu meo meo, ánh mắt nó cũng sẽ di chuyển theo. Hơn nữa nhóc con trở nên rất ưa nói chuyện, có lúc còn có thể y a a nói dài tới hai khắc, hai vợ chồng công gia đặc biệt thích cùng nó tiến hành dạng giao lưu mà hai bên không ai hiểu ý nhau này. Còn vui vẻ đoan chắc không tới vài tháng nữa chắc đứa nhỏ này sẽ biết gọi, bà nội, rồi. Nước miếng vẫn nhão nhão như cũ, nhưng lại bắt đầu ham ăn, chụp được thứ gì cũng cho vô miệng. Khi không cua được thì bắt đầu cắn ngón tay ngón chân, cắn vui quên trời đất, còn phối hợp với âm thanh, chạch chạch. Lúc uống nước sẽ từ bị động đổi sang chủ động, há miệng vươn cổ ra chờ. Yến Hồng thử đút cho nó một ít nước canh nhạt hoặc nước cơm, hoặc là nước táo ép các loại, nó ăn rất ngon mùi. Lão phu nhân thấy vậy cũng cao hứng, nói cuối tháng bắt đầu cho ăn dặm được rồi. Tâm tình càng thêm rõ rệt, vui buồn giận thích đều biểu hiện rất rõ. Ví dụ như tỉnh lại mà nhìn thấy mẹ yêu, nó bắt đầu kích động cua tay đá chân, thậm chí còn cười, trách trách thành tiếng miệng cũng dù dù mấy tiếng tỏ vẻ hoan nghênh mẹ nó, thỉnh thoảng người cha là Đông Phương Manh cũng được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Nếu gặp việc không thích, ví dụ như lúc nó không muốn đi tè mà cứ bắt tè, nó sẽ dẫy như cá chạch, nghiêm trọng hơn còn khóc oa oa, một khi được thỏa hiệp lập tức ngừng chiến, gian xảo thấy sợ. Ngày đẹp như thế được mấy bữa, cuộc sống chung hòa bình của Đông Phương Manh và cây đúc nhỏ bị phá vỡ lần thứ nhất cũng không biết cây đúc nhỏ làm sao, vừa vào tháng tư tiết xuân ấm áp, tính tình trở nên cáu kỉnh, nhất là đến tối lúc sắp đi ngủ, luôn ngoạc miệng khóc ầm ý, không ngoan ngoãn dễ chịu như trước nữa. Ai bồng cũng không chịu, chỉ có Yến Hồng ra trận, nó mới hừ mấy tiếng ngừng lại. Cả nhà từ trên xuống dưới đều chạy tới phân tích một trận, cho rằng nhóc con biết ganh tị rồi, thời gian này thấy mẹ yêu của nó chỉ lo thân thiết với cha, bỏ quên nó nên nó kháng nghị đây mà. Yến hồng choáng, đứa nhỏ bao lớn mà biết dành sự chú ý rồi. Ai nói trẻ con không hẹp hòi nữa nàng ăn thua đủ với kẻ đó. Đông phương manh cũng giàu dĩ. Cho dù hắn không hiểu chuyện đi nữa thì thấy con khóc, nương tử thân yêu bận rộn phớt lờ hắn, trong lòng hắn cũng bất mãn. Tiếng khóc điếc tai của cây đuốc nhỏ cũng khiến hắn bực bội. Yến Hồng thấy không phải cách, thừa lúc cây đúc nhỏ ngủ kéo hắn qua một bên thì thầm manh manh cây đúc nhỏ còn nhỏ chờ lớn một chút là ổn thôi Đồng phương manh không lên tiếng chỉ dầu dầu nhìn nàng hích hắn học được ánh mắt có lực sát thương thế này từ bao giờ vội vàng dỗ dành thật ra cây đúc nhỏ cũng rất thích manh manh nha xem hôm qua không phải cây đúc nhỏ còn phun bong bóng với manh manh sao đó là biểu hiện con thích manh manh đó dù sao cũng không thể nói đó là biểu hiện thị uy của nhóc con thằng nhãi con này gần đây nhất hệ yến hồng bồng lên là phun nước miếng vào đông phương manh lão phu nhân oai phong kết luận đây là thị uy với cha nó đông phương manh nhíu mày nghi hoặc thật à tên này càng lúc càng khó rỗ lời của nàng mà cũng nghi ngờ khụ tuy là nàng lừa hắn thật đó thật đó thật còn hơn chân trâu gật đầu như bừa củi bằng không hắn không tin. Bấy giờ Đông Phương Manh mới thoải mái, cười tít mắt chạy trở về trọt trọt cây đúc nhỏ bị Yến Hồng dỗ cao hứng, há cái miệng chưa mọc răng ra cười ngu ngơ với ông bà nội, kết quả lại bị nó trợn mắt phun bong bóng, làm Đông Phương Manh cười tít mắt, cảm thấy quả nhiên Hồng Hồng nói đúng, còn hí hửng, ca tụng, nhóc con một chút, hôn tới mức lông mày mới dài ra một tí của nó nhăn nhúm lại, tên cha ngốc cũng không nhìn ra con mình có ý kiến với mình chuyện lớn ổn, nhỏ đương nhiên khỏi cần nói. Vì thế mỗi ngày ăn tối xong, Yến Hồng đều bồng cây đuốc nhỏ tản bộ khắp viện, chỉ vào mọi thứ nói chuyện với nó, cũng mặc kệ nó có nghe hiểu hay không. Đằng nào mấy chuyện như thế trong bụng nàng còn chứa không ít, đã không có giáo dục thai nhi thì giáo dục trẻ em không thể miễn được. Cây đuốc nhỏ, đây là cây to, chờ mùa thu đến, sẽ biến thành màu đỏ đó. Cha rất thích, cây đuốc nhỏ cũng thích đúng không? thích thì cười một cái cho mẹ xem. cây đúp nhỏ rất hợp tác tuyết cái miệng chưa mọc răng ra, mắt cũng cong thành vầng trăng, tay còn vung vẩy muốn túm tóc mẫu thân. yến hồng cúi đầu cho nó túm, nó lập tức nhét vô miệng. nhóc con ham ăn này, thứ gì cũng dám cho vô miệng. yến hồng vội vàng rút ra, thấy nó bĩu môi muốn gào nữa, vội vàng rời sự chú ý của nó, làm mặt quỷ đẹp ngang ngửa nhị sư huynh. Một lát lại chọc cho nhóc con cười nắc nẻ, cực kỳ lanh lành. Yến Hồng nghĩ bụng, thằng nhãi này, đúng là buồn vui thất thường. Đi dạo một lát, thấy mắt nhóc con díu lại, chắc là muốn ngủ rồi bèn bế về phòng. Lão phu nhân sợ nàng mỏi tay, bèn đón lấy cây đúc nhỏ đã nhắm mắt lại, để Yến Hồng mau đi uống canh. Kết quả Yến Hồng còn chưa nốt được một ngụm, cây đúc nhỏ đã bắt đầu khóc oa oa lão phu nhân tưởng nó cũng muốn uống nước, cầm cái mõng sứ yến hồng đặc biệt sai người làm múc nước cho nó uống. Kết quả nó ra sức rẫy dụa, mặt phồng lên đỏ bừng, nước mắt chảy không cần tiền, hai nắm tay cũng siết chặt nhìn cứ như muốn đánh nhau với ai, nước hắt hết lên người lão phu nhân. Để hồng hồng yêu dấu thuận lợi uống xong bát canh, đông phương manh sung phong bồng cây đuốc nhỏ. Tư thế bồng con của hắn sau khi lão phu nhân cầm tay chỉ đạo rất có bài bản. Xong rõ ràng cây đúc nhỏ không nể mặt cha nó Khóc tới mức thở không ra hơi Lần này Yến Hồng không uống canh được nữa Thấy lão công gia còn có ý tiếp sức vội vàng đưa tay ra cản Cha, để Hồng Nhi làm đi Nhóc con gian trá này vừa rơi vào tay Yến Hồng Hừ mấy tiếng liền yên tĩnh lại Mở đôi mắt đen nhánh lưng chồng Ya ya cha cha, nói chuyện với Yến Hồng Đông phương manh sưng mặt chừng cây đúc nhỏ Cây đúc nhỏ không cho hồng hồng uống canh, hư. Một chữ đủ tóm tắt tính tình quỷ nhỏ. Lão công gia không tin, qua một khắc định bế cây đúc nhỏ, kết quả tay còn chưa đụng tới người nó, nó đã nhạy cảm trốn vào lòng Yến Hồng, miệng bĩu ra, rất có tư thế, ông mà thỏ tay ra là cháu gào. Hết cách, Yến Hồng đành bế nó tiếp tục dỗ nó ngủ. Đông Phương manh ở bên cạnh luôn miệng lầu bầu, cây đúc nhỏ sao mà hư thế vân vân lão phu nhân nghe mà buồn cười mãi, khó khăn lắm mới dỗ quỷ con ngủ được. lão phu nhân móc tay gọi yến hồng và đông phương manh lại. lão phu nhân nói, hiện tại cây đúc nhỏ đã bắt đầu biết quyến luyến mẫu thân rồi, nên mới bám yến hồng, đặc biệt là lúc ngủ, rất cần mẫu thân vỗ về, bầu bạn, như vậy cũng có ích cho việc trưởng thành của nó. hy vọng đông phương manh đừng so đo với bảo bảo. đông phương manh nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới hỏi một câu cây đúc nhỏ cần hồng hồng dỗ mới lớn khỏe mạnh sao? lão phu nhân gật đầu, có vẻ như đông phương manh hạ quyết tâm gì đó, nắm chặt bàn tay, trịnh trọng nói, vậy cho cây đúc nhỏ mượn hồng hồng trước. giọng không nỡ vô cùng, cứ như cắt thịt hắn vậy. lão phu nhân cảm thấy con mình sao mà dễ thương thế này, cười không thấy tổ quốc đâu cả, nửa ngày mới nói, không sao, cây đúc nhỏ ngủ rồi sẽ không ồn. Hồng Nhi vẫn có thể bên manh manh. Ánh mắt ảm đạm của tiểu ngốc nào đó lại sáng như đèn pha. chương 53, Đại ca Suối chảy róc rách, từ trên đỉnh núi cao chót vót xa xa đổ xuống ngàn dặm, hòa vào nước tuyết của núi băng quanh năm không tan, uốn lượn chảy dài. Một tiếng chim ưng lanh lành vọng tới, chỉ thấy một con hùng ưng, 33, cắt ngang qua đường chân trời xanh biếc, cuối cùng dừng lại ở một khoảng trời nào đó, không ngừng lượn quanh. Tiếng vó ngựa lại gần, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo đen ngồi trên lưng một con tuấn mã lông đen cao lớn lẫm liệt đi đến. Thân hình hắn cao to, vai khoác thiết giáp, áo giáp che ngực khắc hoa văn hình hổ, mái tóc đen dài phất phới trong gió ngạo nghễ hoang dại, vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ không phải người thích cười nhưng khiến người ta có cảm giác trầm ổn, tin tưởng hắn chính là thủ lĩnh hổ quân chấn thủ biên quan nhiều năm uy viễn hầu Đông Phương Ngọc. Đương nhiên lúc này hắn còn chưa tiếp được ý chỉ phong hầu của Hoàng đế. ngẩng đầu nhìn trời xanh xa xa, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm hơi nheo lại, tầm mắt rơi trên bóng đen còn đang lượn quanh không xa, hắn giơ ngón tay lên cho vào miệng, phát ra tiếng gọi chói tai, chỉ thấy con hùng ưng kia nghe tiếng giang cánh bay lại, cuối cùng hạ xuống vai hắn, chính là một con hải đông thanh. 34. Lông đen tinh khôn đẹp đẽ. Đông Phương Ngọc tháo cái ống trúc nhỏ từ chân hải Đông Thanh, mở ống lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhìn qua, môi khẽ nhếch, thoáng hiện ý cười, khiến cả người hắn nhìn ấm áp hẳn lên. Nhị đế, thập lục công chúa, xem ra ý hoàng thượng. Trinh chiến nhiều năm, uy danh hổ quân vang rồi, quốc gia láng giềng sớm không dám tùy tiện xâm phạm, xem ra tới lúc về nhà rồi nghĩ tới cha mẹ và các đệ đệ nhiều năm chưa gặp, còn có vị đệ muội chưa thấy mặt và cháu nhỏ mới ra đời, nụ cười trên mặt hắn càng rõ hơn. Nghiêng đầu nhẹ nhàng trải vuốt lông vũ hơi rối của Hải Đông Thanh, gật đầu, đi thôi. Đáp lại bằng một tiếng kêu rõ ràng, hùng ưng khỏe mạnh bay xa. Hắn kéo dây cương, dục ngựa chảy. Đông Phương Ngọc, trả mặt nạ thỏ cho ta. Một tiếng mắng yêu kiều từ xa vọng tới. Đông Phương Ngọc nhướng mày, không hề giật ngựa dừng lại, trái lại càng tăng tốc độ, khoái mã hăng hái vút đi. Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi dục ngựa đến chậm, hai má trắng nõn bị gió thổi mà hơi hơi đỏ, gương mặt xinh xắn dễ thương, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp hung tợn trừng lên vừa to vừa tròn, song vẫn không mất duyên dáng. Đáng ghét, Đông Phương Ngọc cái tên cường đạo kia, ngươi đừng hòng chảy. Hồng bao, chúng ta tăng tốc, nhất định phải đuổi kịp hắn cùng với một tiếng roi con ngựa hí một tiếng phóng theo bóng đen đằng trước nhanh như chớp giật một tháng sau di lăng cây đuốc nhỏ còn đang nỗ lực hăm hở tiến bước theo loài bò sát thì quốc công phủ xưa nay luôn bình tĩnh bị hai tin tức trước sau anh tạc hết vui lại sầu vui là thế tử đông phương ngọc luôn ở biên quan đánh giặc được phong uy viễn hầu cuối cùng cũng được hoàng đế triệu về kinh thành nhậm chức gần đây có khả năng theo lệnh hồi kinh, đi ngang di lăng hẳn sẽ về nhà ở mấy ngày. Sầu là hoàng đế lại có ý gả thập lục công chúa được cưng yêu nhất cho tướng quân trẻ tuổi Đông Phương Ngọc mà ông tán thưởng nhất. Lần này thì loạn, loạn rồi. Cả quốc công phủ, đến con mèo mới sinh cũng biết đại khái người trong lòng thập lục công chúa là Đông Phương tiểu nhị tề thiếu gia. Một đôi oan gia hoan hỉ đang êm đẹp không lẽ bị chia lìa. Phải nói trên đời này, người thích xe duyên bậy bạ nhất, trừ hoàng đế ra không có người thứ hai. lão phu nhân vì chuyện này mà sầu không thôi, lòng bàn tay mấu bàn tay đều là thịt. lão công gia thì mãi nhíu mày không nói một tiếng, có vẻ trầm tư. cuối cùng vẫn là yến hồng an ủi lão phu nhân, hoàng thượng còn chưa hạ chỉ mà trước tiên viết thư cho đông phương tề thăm dò tin tức thật hay giả rồi nói. kết quả đông phương tề hồi âm làm lão phu nhân tức điên. Tên này, vịt chết còn mạnh miệng, nói ai cưới công chúa điêu hoa này kẻ đó suối quẩy. Mấy ngày nữa đại ca nhà mình sắp về rồi, hắn sẽ khuyên đại ca thận trọng cân nhắc. Nghe đi, lời lẽ đanh thép đường đường chính chính ghê chưa, không muốn công chúa gả cho ai trừ mình ra thì nói quách cho rồi. Có điều từ nội dung thư có thể thấy, hoàng đế có ý gả con gái cho đông phương phủ, tin tức này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Yến Hồng lại không hề lo. Một là hoàng đế chưa hạ chỉ chính xác, tin tức này nói không chừng vẫn là nói chơi, cho dù thật, tình thế trước mắt hiển nhiên phải chờ Đông Phương Ngọc hồi kinh rồi mới định đoạt tiếp. Hai là nếu hoàng đế đã cưng chiều thập lục công chúa nhất, tất nhiên sẽ không phớt lờ nguyện vọng của nữ nhi tùy tiện gả nàng đi. Ba là xét địa vị đặc biệt của công phủ trong lòng hoàng đế, lại thêm hoàng đế tán thưởng Đông Phương Ngọc, chắc hẳn sẽ hỏi ý Đông Phương Ngọc một khi đại ca biết lòng công chúa thuộc về đệ đệ nhà mình, lý nào lại đoạt người trong lòng của đệ đệ. Vì thế, sự kiện sầu não này thật ra có rất nhiều nút dài, theo nàng thấy, không phải hoàn toàn không có đường xoay chuyển. Nàng phân tích một hồi, quả nhiên lão phu nhân yên tâm rất nhiều, cả lão công gia cũng tán thưởng nhìn Yến Hồng một cái. Chỉ có hai vị không chịu ảnh hưởng là hai cha con Đông Phương Manh và cây đuốc nhỏ, gần đây quan hệ một lớn một nhỏ này dung hòa rất nhiều. Từ lúc Đông Phương manh thấy cây đuốc nhỏ dẫm lên bụng lão công gia nhảy nhót cảm thấy rất vui, cưỡng thử một lần, sau đó vui vẻ thử không biết chán với loại hoạt động giao lưu tình cảm cha con này. Và lại bởi vì con trai càng lớn càng đáng yêu, cũng chơi càng vui, càng có hứng thú nghiên cứu mọi thứ, mỗi ngày hắn đều đưa nhóc con đi, thám hiểm, hậu quả là hiện giờ nhãi con không bám yến hồng mà đổi sang bám đông phương manh. Yến Hồng đột nhiên được giải phóng, còn mất mát mấy canh giờ. Này thôi, Yến Hồng từ nhà trên về tới Lạc Phong Uyển thì thấy hai cha con mặc đồ giống hệt nhau đang tiến hành thi đấu, lăn lăn, mới. Quần áo trên người cả hai đều xuất phát từ bản vẽ của Yến Hồng, cùng màu đỏ thẫm, trên quần áo thêu thọ trắng mập mạp, làn da hai cha con đều rất trắng, mặc vào nhìn cực kỳ đẹp mắt, đây là đồ cha con. Vốn dĩ định may cho bảo bảo, kết quả làm xong đông phương manh nhìn chằm chằm không rời mắt yến hồng dứt khoát may hai bộ một lớn một nhỏ coi như thành quả nghiệm thu nàng theo mấy đóa kim hoa học theo thùa lâu như thế ít nhất lão phu nhân nhìn cảm thấy rất được đông phương manh vì chọc cây đúc nhỏ co chân lăn qua lăn lại trên giường mềm cây đúc nhỏ cũng học cha lăn theo kết quả cha nó vừa thấy nương tử thân yêu quay về lập tức đứng dậy vui vẻ nghênh đón nó không có người chắn trước mặt không cẩn thận lăn xuống giường đập đầu vào tường, lập tức mặt nhăn như cái bị, tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Yến Hồng hoàng vế, vội vàng buông tay Đông Phương Manh chạy lại bế cây đúc nhỏ lên rỗ u ờ, Giả vờ tức giận đập mạnh vào tường mấy cái, vừa đập vừa nói với nhóc con, cây đúc nhỏ không khóc nha, con xem, mẹ đã dạy dỗ nó rồi, bức tường này hư quá, dám chọc cây đúc nhỏ nhà ta khóc, mẹ đánh nó, xem sau này nó còn dám không? Nói rồi lại, binh, binh, vài tiếng, Đập làm Đông Phương manh xót tay nàng chạy tới muốn giúp nàng vù vù. Cây đúc nhỏ mới chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bàn tay đỏ ửng của Yến Hồng, lập tức lấy lại tinh thần há miệng cười a a, chẳng có vẻ gì vừa quỷ khóc sói chu xong. Đông Phương manh đau lòng giữ bàn tay Yến Hồng phồng má thổi thổi, vừa thổi vừa trừng mắt với bức tường kỳ thật vô tội kia, hừ, đập đau cây đúc nhỏ còn làm Hồng Hồng đau tay, chừng chết mày cây đuốc nhỏ thấy cha hành động như thế làm mẫu thân dịu dàng cười cũng bắt chước phùng mang thổi lên tay yến hồng kết quả phun nước miếng đầy tay nàng ổn rồi manh manh không sao không đau yến hồng cười xua tay kéo đông phương manh cùng ngồi lên giường mềm bế cây đuốc nhỏ tròn như cục thịt viên lên hôn lấy hôn để hôm nay cây đuốc nhỏ ngoan quá đông phương manh tít mắt cười theo hôn cây đuốc nhỏ một cái hiện tại hắn coi như hiểu được một chuyện, hắn càng tốt với con, hồng hồng càng tốt với hắn. Cây đuốc nhỏ bị hôn cũng hết sức vui vẻ, cười khanh khách, vươn tay muốn đông phương manh bế, kết quả vừa bế lên nó lập tức dùng tay đẩy đông phương manh, miệng không ngừng, ong. Ong! Đông phương manh hiểu ý nằm xuống, giang tay đặt nó lên bụng mình. Kết quả nhóc con đạp quẫy một cách hào hứng, vừa uốn éo vừa kêu quạc quạc với Yến Hồng giống như đang khoe nó nhảy đẹp ghê chưa, không chút kiêng rẻ đây là bụng cha nó, không phải thảm khiêu vũ. May mà cây đuốc nhỏ mập nhưng không đến mức quá nặng, Đông Phương Manh còn chịu được, Yến Hồng cũng vỗ tay cười. Đang vui vẻ thì khả nhân tới báo, thiếu gia, thiếu phu nhân, thế tử gia về rồi. Yến Hồng ngẩn ra, lão đại về rồi. Một tay Yến Hồng bế cây đuốc nhỏ, một tay dắt Đông Phương Manh đi tiền sảnh chỉ thấy bóng lưng một người thân hình rắn giỏi vạm vỡ đang quỳ trước mặt công gia và lão phu nhân. Hai ông bà một người mặt mày rạng rỡ liên tục vút dâu, một người mặt đầy vui mừng rơm rớm nước mắt gật đầu lia lia. Yến Hồng biết ngay người quỳ kia ắt là trưởng tử công phủ Đông Phương Ngọc rồi. Yến Hồng gặp qua cha mẹ. Đông Phương Manh vừa thấy mẹ hắn khóc, vội vàng chạy lại lau nước mắt giúp bà, vừa lau vừa nói, mẹ không khóc lão phu nhân chùi nước mắt kéo đông phương ngọc đứng dậy cười nói với đông phương manh mẹ không sao mẹ mừng quá mới khóc lại đây đây là đại ca manh nhi manh nhi còn nhớ không lại ngoắc tay gọi yến hồng hồng nhi mau lại đây gặp đại ca các con thiếp thân ra mắt đại bá yến hồng khom người hành lễ đông phương ngọc vội vàng đỡ hờ nàng đệ muội mau đứng dậy người một nhà không cần đa lễ giọng nói trầm thấp lại rất có sức hút, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên rồng trong cõi người, chỉ một động tác giơ tay đơn giản nhưng có khí chất vương giả trời sinh. Gen của cha mẹ chồng tốt thật. Đông Phương Ngọc nói xong quay sang nhìn Đông Phương Manh vẫn quan sát hắn chầm chầm nãy giờ, trong mắt lấp lánh ánh sáng hiền hòa. Đây là đệ đệ hắn thương nhất, trước mắt cũng đã trưởng thành không ít. Nhớ năm đó lúc hắn tổng quân, tiểu đệ còn mù mờ ngơ ngơ, nào có linh động như bây giờ. Chắc hẳn đều là công lao của vị đệ muội này rồi. Đại ca, Đông Phương manh nhìn ngơ ngác thật ra đã sớm vảnh tai lên nghe Yến Hồng và Đông Phương Ngọc nói chuyện. Lúc này đang khó hiểu nhìn nam tử trong ấn tượng hoàn toàn không giống với nhị ca Đông Phương tề này, không giống nhiều điểm. Manh đệ, ta là đại ca. Giọng Đông Phương Ngọc hơi run, hắn rất muốn nhiệt liệt ôm đệ đệ một cái tính hắn không dễ sao động tâm tình, bây giờ lại không kềm chế được vui mừng và kích động tràn trề. Hắn thật không ngờ, chân chính nghe đệ đệ yêu quý gọi hắn là đại ca, hắn lại thỏa mãn như thế, thỏa mãn tràn ngập lòng, căng đầy, như muốn phá người hắn mà ra. Đông Phương manh nhìn Yến Hồng, thấy nàng gật đầu khẳng định, hắn tuét miệng cười thật to, nhào vào lòng đại ca hắn gọi, đại ca. Yến Hồng choáng, hắn lại học chiêu của cây đúc nhỏ rồi. Đông Phương Ngọc ôm đệ đệ yêu dấu, chỉ cảm thấy cho dù lập tức chết trận xa trường cũng đáng giá. Người một nhà đang hưởng thụ không khí ấm áp, ngoài sảnh vang lên tiếng kêu bất mãn, manh đệ bất công quá, nhị ca ta chưa từng được đối đãi thân thiết như thế. Chương 54, huynh đệ. Đông Phương Tề cũng về rồi, lý do rất hay, về khuyên huynh trưởng nghĩ biện pháp thoát khỏi bể khổ. Ố không biết nhị đệ muốn khuyên huynh thoát khỏi bể khổ gì đông phương ngọc vừa nghe lão công gia nói thế cười như không cười nhìn đông phương tề vừa vào sảnh đã xoay chung quanh đông phương manh dụ hắn mở miệng gọi mình một tiếng nhị ca trong ấn tượng nhị đệ rất hiếm khi có bộ dạng như con khỉ thế này lão công gia nhìn con lớn mắt lóe tinh quang khóe môi cong lên một nụ cười khó lường không biết sao có cảm giác con thứ hai hình như sắp xui xẻo rồi có lẽ vẻ mặt nghi ngờ của công gia quá rõ đông phương ngọc mỉm cười kề tai ông nói một câu cha không cần lo hải nhi tự biết chừng mực công gia trầm tư nhìn hắn một lát không nói gì nữa tuy đông phương tề thất bại vô số lần vẫn không chịu thôi cười với đông phương manh 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 gọi một tiếng nhị ca một tiếng thôi hôm nay nhất định hắn phải được hưởng đãi ngộ như thế yêu cầu bình thường như vậy đối với huynh đệ bình thường mà nói chỉ cần há miệng là xong. Nhưng đây là đông phương manh, đại khái giống như tạp âm vậy, lúc không muốn nghe sẽ tự động ngăn lại. Đương nhiên không thể nói hắn ác ý hoặc không có tình huynh đệ. Đơn giản là vì nhị ca trong ý thức của hắn, luôn thuộc loại người kỳ cục không thể hiểu được, đối với việc không có cách giải thích, xưa nay hắn mặc kệ. Yến Hồng cười trộm, nhị bá nhà mình thật sự không nắm chắc bí quyết, chẳng trách lần nào cũng đụng phải vách tường. Có lúc quá nhiệt tình, khụ. Thật sự cũng không phải chủ ý tốt. Đông Phương Manh không để ý nhị ca hắn, cúi đầu nghịch cái chân béo của con. Đông Phương Tề thấy gọi hắn không được, đổi sang kéo ống tay áo, bằng không, cho nhị ca ôm một cái. Vẻ mặt nhất định phải tội nghiệp đáng thương, như vậy mới làm manh đệ đồng tình được. Đông Phương Manh lãnh đạm liếc hắn một cái, vẫn cúi đầu nghịch chân cây đuốc nhỏ bị nhéo thoải mái y a học nói với lão phu nhân thỉnh thoảng quay lại tặng cho lão cha nhà mình một nụ cười không răng đừng thấy tuổi nó còn nhỏ chưa biết giữ mặt mũi cho người lớn lắm đó đấy thôi lập tức phun bong bóng với nhị bá thân yêu tỏ vẻ hai người chúng ta là một ai cũng không bỏ sót được rồi nhị đệ tiểu đệ không thích thì đệ cũng đừng miễn cưỡng đông phương ngọc uy nghiêm đi qua khuyên nhủ kỳ thật trong bụng nhịn cười thiếu điều muốn nắc. Nhị đệ này từ nhỏ thông minh nội liễm, trước mặt người khác luôn bày ra hình tượng khiêm tốn ôn hòa nhã nhặn, gần như mọi việc đều thuận lợi, bao năm rồi hắn không thấy thằng nhãi này ăn mệt nhỉ. Ha ha! Phải rồi, đệ ấy ôm huynh, đương nhiên huynh nói thế được. Đồng phương tề không phục lầu bầu. Được rồi tề nhi, đừng lo chọc đệ đệ con nữa, mau chào đại ca con lão phu nhân cũng nhìn không nổi nữa. Thằng bé này hồi đó nhìn trầm ổn, sao bây giờ càng lúc càng không ra dáng. Đông phương tề tức tối, hắn chọc đệ đệ hồi nào. Rõ ràng đệ đệ chọc hắn. Hờn dỗi nhìn đệ yêu chỉ lo chọc cây đuốc nhỏ phun bong bóng một cái. Đông phương tề quay sang tặng cho đại ca nhà mình một cái ôm choàng, không có đệ đệ ôm, tốt xấu gì cũng có đại ca giải khát vừa vặn ca ca này cũng không gặp nhiều năm rồi cũng nhớ lắm lắm đại ca hoan nghênh về nhà đông phương ngọc mỉm cười vỗ vai đông phương tề nhóc con khá lắm sắp cao bằng ca ca rồi mấy năm nay chuyện trong nhà vất vả đệ rồi đại ca nói gì vậy đệ cũng là con cũng làm ca ca mà đây không phải là trách nhiệm của đệ sao đại ca lần này huynh về có đi nữa không chừng nào huynh tiến cung diện thánh thế. Đông phương tề vỗ ngực, sực nhớ chuyện chính, vội vàng hỏi. Không đi nữa, bây giờ biên cảnh yên ổn, hoàng thượng đã hạ chỉ, sau này nhậm chức ở kinh thành. Sau này đệ và tiểu đệ cũng để đại ca tận trách nhiệm làm con, làm huynh trưởng thôi. Đương nhiên Đông Phương Ngọc biết ý tưởng trong lòng nhị đệ, lại không chịu thuận theo dẫn dắt của hắn. Đông Phương Tề còn đợi huynh trưởng nói ngày tiến cung, thành thử cũng không tiếp lời chỉ lom lom nhìn đông phương ngọc đông phương ngọc thấy thế cười thầm ngoài mặt rất nghiêm túc hai ngày sau vào kinh sao không phải thị độc thái tử bị ghét bỏ mới cấp tốc về nhà chứ nghe nói từ đầu năm tới giờ đệ về nhà không ít chuyến à thật ra đại ca như hắn cũng thật hâm mộ bỏ qua đệ đệ nhỏ nhất cưới vợ sinh con chắc là sẽ không bỏ lỡ nhị đệ rồi đại ca này sao cứ chuyển đề tài hoài. Đông Phương tề bụng thì phát cuồng, lại ngại hỏi thẳng chuyện thập lục công chúa, miệng há rồi ngậm nửa ngày, cuối cùng dặn ra một câu, đại ca, nếu hoàng thượng muốn huynh cưới công chúa thì huynh làm sao? Cái gì mà làm sao? Cưới thôi, thánh mệnh không thể trái. Đông Phương Ngọc nói rất khoát lạ thường. Đông Phương tề nhăn mặt, nhỏ giọng. Nếu công chúa kia tính nết rất xấu, không phải kiểu huynh thích thì sao? đông Phương Ngọc nghe xong bật cười, hình như nhị đệ rất lo chuyện này nhỉ. Đại ca còn chưa gặp Hoàng thượng, lại nói cho dù Hoàng thượng muốn ta cưới công chúa thật thì hiện tại nghe nói mấy vị công chúa đến tuổi gà cưới đều dịu dàng hiền thục, sao đệ biết đại ca không thích? Không có không có, đệ sợ Hoàng thượng xe duyên lầm lẫn thôi, để huynh cưới thê tử huynh không thích về. Đông Phương tề chề môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ dầu dĩ nhìn đại ca hắn một cái rồi vò đầu bứt tóc tìm chỗ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn một phía không biết đang nghĩ cái gì. Lão công gia liếc con trai cả, thấy con mỉm cười lắc đầu với mình, biết nó có chủ trương riêng cũng không lo nữa, quay sang vỗ về lão phu nhân đang lấy làm lạ, nói khẽ, thuận theo tự nhiên. Yến Hồng ngồi bên nghe, ngước mắt liếc đại bá Đông Phương Ngọc, thấy hắn cười nhẹ như không, biết trong đầu hắn có ý khác, mà nhị thúc nhà mình chẳng qua rơi vào trong hố, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường thôi. Hai ngày này, Đông Phương Tề hễ rảnh ra là ca bên tai Đông Phương Ngọc Thập Lục Công Chúa điêu ngoa cỡ nào, tính tình ngang ngược ra sao, khó ở chung thế nào. Người biết chuyện thì biết hắn bôi đen là công chúa điện hạ hoạt bát dễ gần kia, không biết còn tưởng hắn nói kẻ không chuyện ác gì không làm nữa. Đông Phương Ngọc luôn cười, Tóm lại một câu, chờ gặp người thật là biết. Làm Đông Phương Tề vò đầu bứt tóc, người trong phủ thấy hắn lo lắng đều không nhịn được buồn cười. Nhị thiếu gia cũng thật là, nói thẳng với thế tử gia ý trung nhân của mình là thập lục công chúa có hơn không? Cứ thích đường cong cứu quốc như thế, thật đúng là cởi quần ra rồi lại không nỡ bỏ, vẽ vời thêm chuyện. Hai ngày sau, hai huynh đệ Đông Phương Ngọc, Đông Phương Tề cùng nhau hồi kinh cuộc sống trong phủ, ngoài việc chờ tin của hai huynh đệ ra thì dạy cây đuốc nhỏ học bò. Vì chuyện này, toàn phủ từ trên xuống dưới tiến hành một hồi vận động đầu óc, chuẩn bị vài phương án, nhất nhất tiến hành. Bị động bò, đầu tiên để cây đuốc nhỏ nằm sấp trên giường, luôn một cái khăn dài dưới bụng nó, đông phương manh túm hai đầu khăn nhẹ nhàng nhấc lên. Yến hồng và mấy đóa kim hoa chia nhau giúp bảo bảo cử động tay chân, phối hợp tiến lên ưu điểm của phương pháp này là bảo bảo có thể học được tư thế bò tiêu chuẩn nhanh chóng, khuyết điểm là tiêu hao, tài nguyên con người, lớn quá. Dụ dỗ bò, đầu tiên để cây đúc nhỏ nằm sấp, đặt một món đồ chơi nó thích ở phía trước chỗ nó có thể chạm tay vào, để chỉ cần nhóc con nhích người một chút là với được, sau đó nói chuyện dụ nó cố gắng tiến lên. Khi nó đến chỗ đồ chơi thì ra sức biểu dương hoặc hôn khích lệ mấy cái, để cây đúc nhỏ biết ý nghĩa của việc di chuyển tới trước từ từ có thể đặt đồ chơi ra xa một chút, lại cổ vũ nó tiếp tục chơi, nếu không bắt được bí quyết, còn có thể dùng tay đẩy chân nó, giúp nó tiến lên. Đương nhiên cách này cũng có khuyết điểm, thường thì nhóc con tóm được đồ chơi rồi là mặc kệ, chỉ lo chơi thôi. Làm mẫu bò, có thể tăng cường tính tích cực của nhóc con nhất là mấy người lớn như Yến Hồng đích thân làm mẫu. Một khi cây đuốc nhỏ thấy nhiều người bò như vậy cảm thấy rất thú vị tự nhiên cũng học theo. Có điều nhóm giáo đầu đông phương manh mấy người bò quá nhanh, thường làm cây đúc nhỏ vừa bò đằng sau vừa hét ẩm ý, cực kỳ bất mãn hành vi cướp vị trí dẫn đầu của mọi người. Thử hết một lần tất cả các biện pháp, rốt của cây đúc nhỏ học được chính xác cách sử dụng tứ chi bò như thế nào. Có điều nhóc con này cũng quá lì đi, lần nào cũng khiến mọi người phải dùng hết biện pháp hối lộ, xài hết chiêu trò trên người mới có hứng thú bò vài bước. Học xong rồi đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Hiện trường cuộc thi bò của bảo bảo nào đó. Một tấm thảm lông dày dài trải trên mặt cỏ xanh ngắt, cây đuốc nhỏ 7 tháng tuổi chen giữa đội ngũ, bảo bảo lớn, chênh lệch quá lớn vận sức chờ phát động, mông nhỏ vành lên, hai cái tay trống trên đất, chân nhỏ dùng sức đá ra sau, chỉ chờ trọng tài hạ lệnh. Đương nhiên nhóm, bảo bảo lớn, do đông phương manh và mấy đóa kim hoa giả trang, trọng tài chính là lão công gia, Trọng tài phó là lão phu nhân, Yến Hồng phụ trách vòng ngoài và hậu cần. Chỉ nghe công gia ra lệnh một tiếng, chuẩn bị, bò. Chỉ thấy mấy bảo bảo trưởng thành như được lên dây cót cấp tốc bò tới, mà chính chủ, tuyển thủ cây đúp nhỏ thì đình công tiêu cực, ngó quanh quất một hồi, chẳng những rụt tay về không nói, còn ngồi phịch xuống đất, cười ngu ngơ nhìn mấy vị đang vỗ tay đằng trước. Yến Hồng thấy thế không ổn vội vàng lấy ra vũ khí bí mật đã chuẩn bị sẵn, một con thỏ bông trắng cầm ở tay trái, tay phải cầm một con vịt bông vàng, quơ cua trước mặt cây đúp nhỏ dụ nó tiến lên, cây đúp nhỏ mau đến chỗ mẹ này, nhìn thỏ con vịt con đang chờ con này. Kết quả nhãi con không động đậy. Hết cách, đành xài đòn sát thủ, cây đúp nhỏ mau tới bú sữa này. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Cây đúp nhỏ ăn dặm hơn 2 tháng. Sữa mẹ hiện giờ đối với nó mà nói trở thành tài nguyên hiếm hoi. Ảc, à, thật ra là lúc trước đói thì cho bú liền còn bây giờ một ngày chỉ bú hai lần, còn lại ăn dặm mà thôi. Bây giờ vừa nghe có chuyện tốt, lập tức ảnh mông dùng cả tay lẫn chân bò tới. Yến Hồng Kiên quyết chấp hành phương châm bốn chữ, địch tiến ta lùi, dụ cây đúc nhỏ tiến thẳng về trước, cây đúc nhỏ không biết trúng kế, ra sức phấn đấu vì đồ ăn. Bò một đoạn phát hiện mẹ thân yêu không thấy đâu nữa. Phía trước xuất hiện một vật khổng lồ, khủ, kỳ thật chỉ dùng vải bố dựng một cái, sơn động nhỏ mà thôi. Nhóc con dừng lại nhìn sơn động nửa ngày, mới bắt đầu bò tiếp, bò hai bước ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp tục bò, thêm hai bước lại nhìn một cái, sau đó lại tiến, đến trước cửa động thì kiểu gì cũng không chịu bò vào trong, còn nhìn quanh quất. Đông phương manh tốt bụng dừng lại chờ con, Thấy con nhìn bên này vội vàng cho nó một nụ cười cổ vũ. Kết quả cây đúc nhỏ hiểu sai ý, tuyết miệng cười giang tay ra đòi hắn bế. Đông Phương manh dầu dĩ ngó Yến Hồng trốn một bên, không biết nên tiến hành bước tiếp theo ra sao. Yến Hồng chỉ chỉ vào động, ra dấu cho hắn bò vào trong. Đông Phương manh ngoẹo đầu nhìn mặt cây đúc nhỏ đã bắt đầu nhíu lại, có dấu hiệu không ôm sẽ xả lũ, vội vàng ngoắc ngót tay với con, đợi nó chú ý rồi không quay đầu lại bỏ vào trong động. Cây đuốc nhỏ đột nhiên không thấy cha, ngẩn ra tại chỗ, nhanh chóng tìm quanh bốn phía, tìm nửa ngày không thấy đâu, lại bỏ mấy bước theo hướng đông phương manh, dẫn đường, vẫn không thấy người, cái miệng bắt đầu bĩu ra, nói tiếng cây đuốc mà mọi người nghe không hiểu, hình như đang gọi cha. Đông phương manh nghe tiếng nó có phần không yên tâm, lại thò đầu ra khỏi sơn động, vừa vặn đối mặt với cây đúc nhỏ vừa bò tới cửa động, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hồi lâu, cây đúc nhỏ chớp mắt ép lệ anh hùng thiếu chút trào ra trở về, hào hứng thét một tiếng, cứ như có thần giúp bò bò mấy bước tới trên đầu gối đông phương manh, ôm cổ hắn rụi vào lòng hắn, y y a a nỉ non, như đang oán giận, sao không thấy cha đâu. Cây đúc nhỏ tìm lâu quá à. Đông phương manh bất lực nhìn Yến Hồng, tuổi thân không thôi, cây đúc nhỏ không xuống kết quả cây đúc nhỏ cọ cọ vô ý ịn môi lên mặt cha ấn một nụ hôn ướt mềm đông phương manh nở ruột nở gan cười tít mắt tuyên bố cây đúc nhỏ mi mi cũng khó trách tuy cây đúc nhỏ vô ý nhưng quả thật là lần đầu tiên chủ động mi người khác lần này thì xong hai vị trọng tài đứng cách đó không xa nhìn rõ mồn một vứt việc sang bên chạy lại muốn cùng hưởng mưa móc cây đúc nhỏ không hiểu ý Thấy mọi người đều vây quanh nó nói chuyện, hưng phấn nhảy nhót trên đầu gối Đông Phương Manh, EA nói chuyện với mọi người tỏ vẻ hoan nghênh, khiến Yến Hồng trốn bên cạnh trợn trắng mắt vô số lần. Xong rồi, thi đấu chưa xong đã kết thúc. Công gia, lão đại lão nhị đi cũng đã 7, 8 ngày rồi nhỉ. Lão phu nhân dỗ cháu cưng xong thỏa mãn quay về viện, nhìn dáng chiều dập trời, không khỏi nhớ đến hai đứa con lên kinh, cũng không biết chuyện thế nào rồi. Con út nhân duyên viên mãn, giờ bà lo nhất là hôn sự của hai đứa con này. Nếu có tin tức thì cũng nội trong vài ngày này. Vừa nói xong, hạ nhân tới bẩm, công gia, thánh chỉ đến. Hai ông bà nhìn nhau, vội tới tiền sảnh tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thập lục công chúa trưởng nhạc hạ giá, 35, thị độc thái tử quan ích lang đông phương tề, quốc công phủ lập tức chuẩn bị chọn ngày lành lên kinh đón dâu. Chương 55, hẹn hò. Sau bữa trưa, Yến Hồng bồng cây đuốc nhỏ đi một vòng trong vườn mát mẻ, lúc quay lại, nhãi con đã ngủ rồi. Vừa đặt nó lên giường mềm xong, thì thấy lão phu nhân đứng ở cửa phòng híp mắt cười vẫy nàng. Hồng Nhi à, con lại đây. Mẹ, có chuyện gì sao? Yến Hồng tiến lên nắm tay lão phu nhân cười hỏi. Không có gì Cây đuốc nhỏ cũng ngủ rồi, hai mẹ con ta nói chuyện một lát nhé." Lão phu nhân nhìn đứa nhỏ ngủ say, nghiêng đầu nhìn Yến Hồng, nàng đồng ý liền. Hai người đi ra vườn hoa sau viện tìm chỗ ngồi xuống. Yến Hồng thấp thỏm kỳ lạ. Thật ra lão phu nhân rất hiếm khi đặc biệt tìm nàng nói chuyện, nhất là đương lúc nhị bá Đông Phương Tề chuẩn bị cưới công chúa, trong nhà rất bận, chắc chắn bà có chuyện quan trọng gì đây? lão phu nhân mỉm cười mở lời con có cảm thấy gần đây manh nhi có thay đổi gì không thay đổi ý mẹ là cẩn thận suy nghĩ gần đây ngoài việc nói nhiều hơn ra đông phương manh càng lúc càng thích chơi cùng con cũng càng sáng sủa hơn không có gì đặc biệt mà con có cảm thấy gần đây manh nhi càng lúc càng hoạt bát không lão phu nhân nói xong câu này nhìn yến hồng sâu xa yến hồng thấy là lạ mẹ tướng công càng lúc càng cởi mở không phải chuyện tốt sao con đó lão phu nhân trách yêu yến hồng âm thầm thở dài bọn trẻ này vẫn còn nhỏ quá có rất nhiều chuyện phải cần bà già này nhắc nhở mới chú ý được hồng nhi ngu dốt xin mẹ chỉ dạy nếu thật sự sáng sủa hoạt bát ngược lại không phải chuyện xấu sợ là sợ tất cả những việc đó đều do nó miễn cưỡng làm thôi manh nhi là thịt trên người mẹ rớt xuống mẫu tử liền tâm tâm nó có chuyển biến mẹ là mẹ không nói có thể đồng cảm thì ít nhiều gì cũng cảm giác được một hai mẹ cứ cảm thấy dáng vẻ nó bây giờ không phải cao hứng xuất phát từ nội tâm yến hồng cả kinh ngẩn người nhìn lão phu nhân bà nói tiếp từ sau khi có cây đúc nhỏ con đặt toàn bộ trọng tâm lên người đứa nhỏ mẹ cũng là mẹ có thể hiểu con coi trọng đứa nhỏ nhưng mà có phải con hơi sơ sẩy cảm thụ của manh nhi rồi không con đừng lo không phải mẹ trách con mẹ là người từng trải cũng có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với con thôi cả đời công gia chỉ cưới một mình mẹ với thân phận địa vị của ông ấy đây là một chuyện không thể tin nổi tất nhiên cũng có nguyên nhân là tình yêu của ông ấy nhưng mẹ cũng có thể tự hào mà nói rằng phần tình yêu này cũng vì mẹ toàn tâm toàn ý với ông ấy Lão phu nhân nhìn gương mặt hơi tái đi của Yến Hồng, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, manh nhi có thể tiến bộ như bây giờ, không thoát được việc con toàn tâm toàn ý với nó, thành thử, nó càng lúc càng quyến luyến ỷ lại con, thậm chí vì con nỗ lực thay đổi mình. Tuy chúng ta đều rất vui khi thấy nó tiến bộ, thấy nó càng lúc càng giống một nam tử hán có trách nhiệm, nhưng đối với nó mà nói, thay đổi hiện giờ quá vất vả. Hiện tại vì đến gần con hơn, nó miễn cưỡng chấp nhận những thứ kỳ thật nó không hề thích, con phát hiện ra chưa? Tuyên truyền giác ngộ, chữ chữ vạch trần. Yến Hồng không thốt nên lời. Nàng trầm mặc hồi tưởng Kỳ thật Đông Phương Manh thay đổi nhiều nhưng bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, không hề hợp với tính hắn. Hắn càng thích yên lặng ở cùng nàng hơn, viết viết vẽ vẽ, ăn gì đó, thậm chí ngây người, nàng cũng ở chung một thời gian dài mới phát hiện, thì ra ngây người là sở thích của hắn, là hoạt động hắn thích nhất. Mà hắn hiện giờ, đã bao lâu rồi không ngơ ngác ngây ngốc ngồi một bên hồ suy nghĩ. Hắn không thích nhiều người, không thích hoàn cảnh quá ồn ào quá ẩm ý, không thích đụng chạm thân thể với người chung quanh quá nhiều, không thích vô duyên vô cớ cười với người không quen thuộc, cũng không thích nói dài, nói đủ câu. Nhưng hiện tại, những chuyện đó hắn chấp nhận hết, mặc kệ là chủ động hay bị ép, càng lúc hắn càng giống người bình thường, lúc cần cười thì cười, nên ẩm ý thì ẩm ý, chỉ có điều nó không giống với bản tính vốn có của hắn. Thỉnh thoảng trong mắt hắn dâng lên sương mù, che giấu tâm tình hắn làm nàng nhìn không rõ. Nàng lại chưa từng suy nghĩ sâu xa, trong đó có nỗi sợ hãi của hắn, có bất an của hắn, có buồn khổ của hắn, có chua xót của hắn nàng sơ sẩy nàng cứ cho rằng chỉ cần mình săn sóc cuộc sống của hắn tốt hơn sinh con đẻ cái vì hắn chỉ cần cho hắn tình yêu là tốt rồi bây giờ nhìn lại nàng giả dối cỡ nào nàng thật yêu hắn sao có lẽ là có nhưng sau khi sinh cây đuốc nhỏ tình yêu mỏng manh đó đã biến thành qua quýt rồi chẳng qua nàng bị hư vinh mê hoặc mà thôi chìm đắm trong biểu hiện yêu đương giả tạo mà nàng tự biên tự diễn tự cho mình Vĩ đại mà lương thiện. Chân tướng là gì? Hắn sớm bị nàng trục xuất khỏi lòng mình rồi, cho nên không thể không vất vả đuổi theo bước chân nàng, cho dù phải nỗ lực mà làm. Thời gian này nàng đã làm gì? Rõ ràng muốn chữa khỏi chứng cô độc của hắn, lại khiến hắn càng cô độc hơn. Rõ ràng biết, hắn cũng có một trái tim, hắn sẽ nghĩ, hắn sẽ cảm thụ, hắn sẽ. Khổ sở. Một khi bị thức tỉnh rất nhiều chi tiết bình thường bỏ qua đột nhiên hiện ra trong óc. Lúc cây đúc nhỏ mới một hai tháng, manh manh còn làm nũng với nàng, còn tức giận với nàng, nhưng bây giờ nàng muốn gì đều đáp ứng, lại không có một lời cảm thụ cá nhân nào nữa. Chẳng trách hiện tại ngoài nói linh tinh với cây đúc nhỏ ra, hắn nói chuyện với ai cũng không chịu nhìn thẳng vào đối phương nữa. Chua sót ập đến, hốc mắt nóng bừng. Yến Hồng đứng phát dậy, khom người nói với lão phu nhân, mẹ, làm khó người phải chăm cây đúc nhỏ rồi. Con bé này nói gì thế, cây đúc nhỏ là cháu mẹ. Cười híp mắt, rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, nhẹ nhõm. Còn hôn sự của nhị bá. Còn tới cả tháng nữa, con nghĩ trong phủ nuôi bao nhiêu người như thế để ngồi không sao? Đừng lo vớ vẩn, đi 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 đi. Lúc nào rồi mà còn lo chuyện này, bình thường hai đứa này cũng chẳng giúp được gì tốt nhất đừng làm rộn thêm. Nhìn bóng Yến Hồng chạy đi, lão phu nhân cười đầy ý vị, vẫn là đứa bé thông minh nhỉ. "Manh manh, manh manh, chúng ta hẹn hò đi." Tìm thấy Đông Phương Manh, hắn đang ngồi trên giường mềm, buồn rầu nhìn về một hướng hư vô nào đó, ngón tay vô thức phác họa hoa văn chăn đệm trải trên giường. Nghe giọng Yến Hồng, tay hắn khựng lại, chậm rãi rụt về nắm thành đấm, thong thả ngoảnh đầu nhìn nàng gương mặt đang đờ đẫn đột nhiên cười tươi rạng rỡ hiện giờ nhìn lại, nụ cười này sao mà mất tự nhiên như thế. Đi lại nắm tay hắn, ôn tập động tác đã lâu chưa làm, cũng chán vào chán hắn, nhẹ nhàng rụi rụi. Xin lỗi, thời gian này sơ sẩy manh manh rồi. Lông mi hắn cọ lên mặt nàng, nhột nhột, rung rung. Hồng hồng, về rồi. Thật lâu sau hắn thì thầm hỏi. Ừ, về rồi. Nàng dịu dàng đáp. Những nỗ lực xuông kia, tự lừa dối mình đuổi theo, đi hết đi. Chỉ có lòng kể cận với lòng mới là vĩnh hằng. Đông phương manh không lên tiếng, chỉ nhìn nàng. Chàng, chỉ chỉ vào ngực hắn, và thiếp, lại chỉ vào mình, giơ ra hai ngón tay, hai người, hẹn hò đi. Hẹn hò. Hắn đột nhiên nhíu mày, trong mắt cũng thoáng qua một chút lúng túng khó hiểu dáng vẻ mù mờ ngỡ ngàng của hắn rất đáng yêu, nàng vội vàng hôn một cái, được hắn thẹn thùng cười hôn lại. Gần đây thật sự rất ít hôn hắn, có cảm giác tân hôn, khụ. Là hai người cùng nhau chơi, không có người khác. Giải thích một chút, mắc công hắn không hiểu. Chân mày hắn càng trao hơn, dường như đang cố gắng suy nghĩ. Nửa ngày, tâm tình hắn rõ ràng tăng lên, áp lực vô hình ẩn giấu quanh người tan đi, lúm đồng điếu thường xuất hiện đến giờ phút này mới lộ ra chút ngọt ngào hắn chờ lâu lắm rồi nhỉ đột nhiên hắn chăm chú nhìn nàng ánh mắt cũng bức thiết nhưng không lên tiếng sao vậy không phải vừa mới cao hứng hay sao hắn do dự hồi lâu cuối cùng lắc đầu yến hồng thoáng ảm đạm có lẽ ngoài mặt tiến bộ thực tế lại thụt lùi còn nhớ trước kia hắn nghĩ gì đều nói với nàng thôi đi, đều do nàng tự chuốc lấy, từ từ sửa sai thôi. Kéo hắn định đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn cục thịt viên đang ngủ ngon trên giường mềm, cây đúc nhỏ, làm sao? Cây đúc nhỏ còn ngủ, lát nữa tình mẹ sẽ đưa nó đi chơi. Đi thôi, tay nắm tay, lòng kề lòng, cùng nhau sáng tạo một cặp sinh đôi dính liền. Cầm bản vẽ, kéo hắn lèn vào một góc vườn vắng vẻ. Nhìn chung quanh, rất tốt, người cực ít, lại có nước, nước ao, có núi, núi giả, có hoa có cỏ, thánh địa làm chuyện hẹn hò. Manh manh, muốn vẽ vẽ một chút không? Hơ hơ bản vẽ trước mặt hắn. Hắn cúi đầu vò vò hoa lan trước mặt, mẹo đầu nhìn bản vẽ một chút, tiếp tục gãi ngứa cho hoa cỏ, nửa ngày mới gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của nàng. Yến Hồng đặt bản vẽ trước mặt hắn, đưa cho hắn bút than, chống má ngồi bên xem nàng muốn xem, trong lúc hắn hoàn toàn tự chủ ý thức, hắn sẽ vẽ ra cái gì. Cuối một hành lang thật dài, nối liền với một căn phòng, nữ tử yểu điệu ôm một bọc tã ngồi trong phòng, một thiếu niên gầy gò đứng ở lối vào hành lang, dựa cột ngóng nhìn đằng xa. Yến Hồng nhanh chóng ngoảnh mặt sang một bên, chua sót cay xẻ sọc thẳng lên mắt nàng, nước mắt trào ra. Hóa ra hắn chưa từng bước vào, thế mà nàng lại cho rằng hắn đã khá lên rồi hắn còn đang trang trí cho nóc nhà chăm chú không hề phát hiện người bên cạnh thất thố yến hồng gắng sức ổn định lại tâm tình cắn răng ép nước mắt trở về quay đầu hắn đã dẹp bút đang nhìn nàng vội vã cười với hắn manh manh vẽ đẹp lắm ánh mắt lại không dám rời đến bức tranh thật sự nàng không chịu nổi lên án tâm lý hắn vươn tay chạm vào vành mắt nàng ánh mắt thoáng âu lo đỏ rồi gió thổi đó, lát nữa là ổn. Hồng hồng cũng vẽ một bức cho manh manh xem, chịu không? Hắn vuốt ve mắt nàng, gật đầu. Đình viện rộng rãi, có mấy con mèo con, vịt con, một đứa bé tóc thắt bím nhỏ ngồi trồm hổm cầm cây chọc ổ kiến. Nữ tử yểu điệu và nam tử cao gầy nắm tay nhau, ngồi dựa vào nhau, nhìn nhau mà cười. Ngoài đình viện, loáng thoáng mấy đoạn hành lang rất khó thấy. Yến Hồng vẽ xong, hắn nhìn chằm chằm bức tranh nhìn thật lâu thật lâu cây đuốc nhỏ sẽ lớn cũng sẽ có người như hồng hồng bên cạnh nó nhưng manh manh và hồng hồng sẽ vĩnh viễn cùng nhau không chia lìa yến hồng đặt tay mình vào tay hắn hắn vô thức nắm chặt nàng chậm rãi tựa đầu vào vai hắn thì thầm nỉ non bên tai hắn rốt cuộc ánh mắt hắn quay lại phản chiếu trong mắt nàng dạng dỡ ấm áp như mặt trời phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn